Xin chào mọi người, khuya hôm nay mình giới thiệu đến mọi người cái laptop Toshiba Dynabook S73DN nha mọi người. Cái mẫu S73DN này là màn hình 13.3 inch, máy thì gọn nhẹ mà sản xuất năm 2019 nha. Dòng Gen 8, i5 Gen 8, RAM 8GB, giá cực kỳ rẻ thôi mọi người, chỉ có 2 triệu rưỡi thôi. Máy là hoạt động hoàn hảo, như thế nào thì mình sẽ quay rõ ràng, mình sẽ báo chi tiết hơn nha. 13.3 inch màn hình này là màn hình HD, không phải Full HD. Nhưng mà mình thấy là màn cũng còn đẹp và tươi, màu sắc là ok nha, màn HD nha mọi người. Pin này thì sử dụng trên 3 giờ thoải mái sử dụng nha. Phần phím, phím thì mình thấy là cũng tương đối sạch đẹp nè, không có bị bóng hoặc là mòn hoặc mờ gì hết, như vậy là tương đối đẹp đó mọi người. Mình có tặng cho mọi người tấm dán phím quốc tế, dán vào là gõ ký tự Chen, ký tự Nhật đi, còn ký tự quốc tế gõ rất là mềm em, mọi người thấy phím cũng đẹp nha, đẹp. Bàn re chuột cũng sạch sẽ, bên góc này cũng đẹp, i5 Gen 8 nha. Đây giới thiệu đến cái cấu hình đây, S73DN nha mọi người. Cái mẫu này i5 Gen 8 nè, RAM 8GB, SSD là 128 nha. Đây để mà mọi người sử dụng văn phòng, ở đôi lúc ví dụ như là gọi là chữa cháy đó, mọi người cần cái máy để mà làm việc văn phòng rồi đó. Thì ví dụ máy tính thư này kia sử dụng con này ok. S73DN đây, trang của Dynabook đó, là nó là tháng 7 năm 2019 là sản xuất. Cái con máy này thì hoạt động hoàn hảo, chỉ khác là cái nó không có webcam nha mọi người. Mặc dù là bên Nhật nó chừa như vậy nhưng mà đây là zin không có webcam nha. Chỉ có những cái nào nó không có webcam mình sẽ báo rõ ràng, còn đôi lúc mình không có báo thì nó có đầy đủ nha mọi người. Còn không có webcam mình sẽ báo trong video rõ ràng, cho nên mọi người không có lo lắng là như thế nào đâu, tại vì nó có nhược điểm như thế nào mình sẽ báo rõ. Chỉ có không có webcam thôi, còn lại là mình thấy ok. Ở bên trong này là cũng tương đối sạch đẹp đó. Bây giờ qua ra ở bên ngoài nha. Bên ngoài thì đây, trên vỏ nó cũng có hằn trầy mòn đã qua sử dụng á, cái vỏ thì nó cũng hơi xấu, nó có bị trầy nhưng mà nó không hề bị bể vỡ. Đây là cái kiểu của nó, là cái kiểu sập chập nhựa đó mọi người đó. Đây. Thì trên vỏ này khi mà nhìn nghiêng mọi người thấy những cái vết nó không có bị bể hoặc là mẻ, nhưng mà mình nhìn nghiêng mình sẽ thấy bóng bóng nè, nói vậy nhưng mà nhìn trực diện thì khó thấy, nhìn mình mượn ánh sáng đó, mình thấy đó, mọi người. Đây có cái chỗ này bị trầy mòn nè mọi người, trầy nè nha, chữ đây nó bút là ok rồi. Các ngõ kết nối, ngõ sạc nè, ngõ Type C, HDMI, USB, thẻ nhớ máy đây ha, cũng tương đối sạch sẽ. Nói chung là ngoài cái việc cái vỏ trầy ra thôi thì mình thấy nó cũng ok, mà có 2 triệu rưỡi thôi. Hồi tối hôm nay thì mình soạn ra máy ra những cái mã máy mà hơi rẻ rẻ phù hợp với lại nhà, mỗi máy nó có một con à, ví dụ vậy thì mình bán xả cho mọi người, ai có nhu cầu cần cái máy để mà làm việc thôi thì con này cũng là rất là ok. Nó chỉ không có webcam thôi chứ còn mọi chức năng là mình thấy là hoàn hảo. Máy kèm sạc zin, có tặng tấm dán phím quốc tế. Cảm ơn mọi người nhiều, 2 triệu rưỡi thôi, ai chốt có thì inbox mình ha.